Hello các bác nhá. Em lại thanh lý một chiếc nắp bệt Panasonic khiển rời màu trắng đời 2015. Rất là VIP các bác nhá. Có chức năng đóng mở nắp. Đó. Đóng này. Đấy. Đầy đủ đế cài, dây cấp nước, ốc lắp. Khiển cũng đầy đủ cả bát bát cài luôn nhá, đầy đủ đế cài luôn nhá. Màu trắng rất đẹp. Đây là 2015. Nguyên bụi nhặt luôn và anh em lau chùi đi đẹp ngay. Đó, nhưng mà cái dòng Pana cái kiểu như thế này này các bác này, nó rất là hay bị lỗi cái chức năng này. Nó hay bị xỉn. Các bác nhìn không ạ, nó xỉn cái sơn. Cái mặt của cái con cái đời này ấy, nó lại là mặt nhôm. Mặt này đường nhôm này. Thì nó hay bị xỉn. Nó không như các dòng khác là bằng nhựa. Đấy, thì về anh em nào xử lý bả lại sơn lại tí cho nó thì sơn, hoặc anh em nào cắt hẳn cái chức năng sửa ấm chỗ này đi thì cắt. Mình chỉ sử dụng chức năng xịt rửa vệ sinh bằng nước nóng thôi với lại đóng mở nắp, còn không thì anh em bả cái đấy vào sơn đi thì vẫn dùng bình thường. Còn nếu mà anh em nào lăn tăn sợ nó không an toàn, cắt ngay chức năng sửa ấm đi. Đây có cả Econavi hiển hoi nhá, đóng mở cả hai nắp. Đây, nút nóng mở nắp dưới này, đóng mở nắp trên này. Đấy, sinh chung vệ sinh phụ nữ này, tăng giảm áp lực nước này. Đấy, nước nóng sửa ấm chỗ ngồi, áp lực nước này, cần dài ngắn này. Đấy, ấn sửa massage, nói chung là gần như là full chức năng rồi. Thanh lý 2,5 triệu các bác nhé. Bác nào lấy thì em sẽ quay video test ra nước cho các bác. Giá em thanh lý thì sẽ không bảo hành cho các bác được nhé các bác nhé. Về các bác. Con này mà nó là cái loại mà mặt nhựa ấy, nó không bị xỉn như này thì con này bán thì nó khá là đắt. Tuy nhiên thì em có xấu bán xấu thì không bông má như cái này, nó chỉ có bẩn thì em sẽ dọn đẹp, chứ còn nó bị xấu như thế thì em sẽ bán như thế cho các bác nhé.